Thành phố Hồ Chí Minh ca sốt xuất huyết nặng tăng 500%. Chiều 19 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã ghi nhận 8.248 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 175 ca nặng đang được điều trị. Ông Hồng Tâm nhấn mạnh rằng, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết rất đáng báo động và cần lưu ý, bởi số ca mắc đã tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt là số ca mắc sốt xuất huyết nặng đã tăng cao, lên đến 500%. Tính đến thời điểm hiện nay, thì số ca tử vong do sốt xuất huyết đã là 6 ca, trong khi so với cùng kỳ năm ngoái thì chỉ 2 ca. Cả năm 2021, thành phố cũng chỉ ghi nhận 9 ca sốt xuất huyết tử vong. Để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát và hạn chế thấp nhất số ca tử vong, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống. Qua đó, ngành y tế thường xuyên kiểm tra các địa bàn trọng điểm, các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch, tập huấn lại cho nhân viên y tế quận huyện để ngăn ngừa sốt xuất huyết. Ông Nguyễn Hồng Tâm khuyến cáo, cái khó của bệnh sốt xuất huyết hiện nay là không có vaccine phòng ngừa, không có thuốc đặc trị. Biện pháp dự phòng vẫn là diệt lăng quăng, diệt mũi và không cho mũi chích, không để nước động làm phát sinh lăng quăng và mũi. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị quận huyện về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo quyết liệt các ban ngành tham gia vào công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, chủ các điểm nguy cơ cố tình thực hiện các hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyết, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát điểm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.